Tết Đơn Vị Sony 3/2 gửi cho khách Thọ Xuân Thanh Hóa, hàng còn rất đẹp luôn. Đánh loa AB, A+B, chỉnh bát chép, cân loa, các đường vào âm thanh, hàng bãi bảo hành chất lượng. Đơn vị cực khỏe luôn. Rút xua đi đấy, nếu bấm vào sẽ không có bát chép, chạy trực tiếp luôn về nhà ra. Mặt tiền nắp trên còn rất đẹp luôn, đây là bám bẩn luôn. Loa AB trở kháng 4-16 ohm, âm ly sản xuất tại Nhật, số series 271, hàng bãi bảo hành chất lượng, rất nặng luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.